qua từ bà con hồng đồng hương có mặt trong khóa học hôm nay. Tôi tên đầy đủ là Trần Thị Hoài An, sinh ra và lớn lên ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và vào trong đây công tác đã trên 30 năm. Hôm nay đi họp mặt hội đồng hương, tôi xin thể hiện bài Người con gái sông La, sáng tác của Doãn Nho. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.